Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Đức đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chỉ huy Baltic, CTF Baltic và khánh thành trụ sở của lực lượng này, khiến Nga triệu đại sứ của quốc gia Tây Âu để phản đối, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay, CTF Baltic sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các báo cáo tình hình quân sự, tìm cách tăng cường các biện pháp phòng thủ tập thể của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và ứng phó với các bất ổn trong khu vực. Khoảng 120 nhân viên Đức và 60 nhân viên quốc tế sẽ làm việc tại trụ sở mới. 11 quốc gia NATO, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Anh, Italia, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển cũng đã triển khai nhân sự đến trụ sở mới này. Việc thành lập lực lượng và trụ sở mới diễn ra trong bối cảnh việc bảo đảm các tuyến đường biển mở qua khu vực biển Baltic ở sườn đông NATO ngày càng trở nên quan trọng đối với liên minh quân sự. Khối này phải đảm bảo các tuyến đường biển thông thoáng vì đây có thể là tuyến tiếp tế duy nhất tới các quốc gia Baltic. Nếu Suwalki Gap, một hành lang đất liền hẹp nối liền các quốc gia Baltic với Ba Lan, bị chặn trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Phản ứng trước động thái trên, Bộ ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Đức tại Moscow. Alexander Lambsdorff tới bày tỏ phản đối, dọa sẽ có phản ứng tương ứng và hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nga cho rằng việc thành lập địa điểm này là vi phạm trắng trợn các điều khoản của thỏa thuận 2 cộng 4 được ký kết vào khoảng thời gian nước Đức thống nhất năm 1990, cấm đồn trú quân đội NATO trên lãnh thổ Đông Đức cũ. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Mỹ, Đức và NATO phải nhận thức rằng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của Liên minh quân sự vào lãnh thổ Đông Đức cũ sẽ gây ra hậu quả cực kỳ tiêu cực và không thể diễn ra mà không có sự phản ứng tương ứng từ phía Nga. Đại sứ Lamsdorff xác nhận đã bị Bộ Ngoại giao Nga triệu tập, đồng thời nói rằng động thái của Berlin hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận 2 cộng 4. Bộ trưởng Pistorius cũng bác bỏ cáo buộc của Moscow. Nga từ lâu luôn phản đối việc NATO tăng cường lực lượng ở sườn đông của Liên minh quân sự này, từ việc kết nạp thêm thành viên cho đến việc tăng cường hiện diện quân sự. Moscow cho rằng động thái này gây ra mối đe dọa an ninh của Nga. Trong một tuyên bố mới đây, Bộ ngoại giao Ba Lan thông báo không cho phép lãnh sự quán Nga hoạt động tại thành phố Poznan. Bộ này lưu ý rằng tại thành phố Wrocław, nằm trong khu vực hoạt động của lãnh sự quán Poznan, gần đây đã ghi nhận một số nỗ lực phá hoại từ các hoạt động tình báo nước ngoài. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ba Lan, Radoslaw Sikorski, trao đổi với truyền thông cho biết, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng về sự tham gia của tình báo Nga trong một cuộc xung đột hỗn hợp, cũng bao gồm các hành động phá hoại trên lãnh thổ Ba Lan và các đồng minh NATO của nước này. Bộ trưởng Radoslav Sikorsky yêu cầu chính quyền Nga chấm dứt loại hoạt động này chống lại Ba Lan và các đồng minh, đồng thời cảnh báo nếu những hành động như vậy được lặp lại, Ba Lan có quyền thực hiện hành động quyết liệt hơn nữa. Đồng thời, Văn phòng Công tố viên Quốc gia cho biết trong một tuyên bố rằng Vác đã mở cuộc điều tra đối với 20 cá nhân bị buộc tội gián điệp. Đáp lại thông báo này, Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, hành động của Ba Lan là một bước đi thách thức và sẽ phải nhận phản ứng mạnh mẽ. Trước đó, một tờ báo hàng đầu của Ba Lan đã công bố tài liệu bị dò dỉ từ cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan ABVK về một công dân Ukraine nghi ngờ có mối liên hệ với Nga. Đối tượng đã lên kế hoạch đốt một nhà máy sơn ở Vroklav. Nguồn tin này cũng cho biết, người đàn ông này đã thực hiện hành vi theo chỉ dẫn của một người liên lạc thông qua dịch vụ nhắn tin Telegram. Theo cơ quan an ninh nội địa, người này có liên quan đến cơ quan tình báo Nga. Trước đó, vào tháng 5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tiết lộ 9 người đã bị buộc tội vì nghi ngờ có hành vi phá hoại liên quan tới Nga. Cuối tháng 5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sikorsky tuyên bố sẽ áp dụng các hạn chế đối với việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga, ngoại trừ đại sứ, do Moscow có liên quan đến các cuộc tấn công hỗn hợp. Năm 2022, sau cuộc xung đột Ukraine nổ ra, Ba Lan đã trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga mà nước này cho rằng có liên quan đến các hoạt động tình báo. Năm ngoái, Nga đã đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Smolensk để đáp trả những gì mà họ cho là hành động không thân thiện chống Nga của Ba Lan. Người dân Moldova vừa bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu EU theo kết quả kiểm hơn 99% số phiếu trưng cầu dân Ý được công bố vào hôm 21 tháng 10 năm 2024. Ủy ban bầu cử Trung ương Moldova cho biết trong số hơn 99% số phiếu được kiểm của cuộc trưng cầu dân Ý về đưa vào hiến pháp Moldova lộ trình gia nhập EU có 50,4% lá phiếu ủng hộ gia nhập EU. Bất chấp kết quả này, Tổng thống Moldova Maya Sandu lên án các yếu tố nước ngoài thực hiện một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào nền dân chủ của đất nước này. Tổng thống Sandu coi cuộc trưng cầu dân Ý lần này là cơ hội lựa chọn giữa theo đuổi tương lai với EU và tiếp tục ở lại trong ảnh hưởng của Nga. Với kết quả bỏ phiếu như trên, Bà nói rằng Moldova đã giành thắng lợi trong trận chiến khó khăn đầu tiên trên hành trình xin gia nhập EU. Nhưng chiến thắng xích sao của nhóm ủng hộ EU tại Moldova là rất mong manh. Tỷ lệ phiếu mà họ giành được là thấp hơn nhiều so với kết quả thăm dò dư luận trước đó. Đêm 20 tháng 10, Tổng thống Sandu đã ra thông cáo với những lời lẽ mạnh mẽ hiếm thấy. Trong đó bà tố cáo nhóm nước ngoài nỗ lực phá hoại nền dân chủ của Moldova và sử dụng những phương tiện khó ngờ để giữ cho nước này chìm trong bất định và bất ổn. Trước đó rộ lên thông tin, nhà tài phiệt Moldova lưu vong Ilan Sok cố gắng mua phiếu bầu ở Moldova để tác động đến kết quả trưng cầu dân ý tại nước này liên quan đến việc gia nhập EU. Kết quả sơ bộ của bầu cử Tổng thống Moldova cho thấy bà Sandu đang dẫn trước với 42,3% số phiếu bầu. Theo sát bà là đối thủ Alexander Stoyanoglu giành được 26,1% số phiếu bầu. Ông Stoyanoglu là cựu tổng công tố, ứng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thân Nga. Kết quả thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy ông chỉ nhận được 10% sự ủng hộ từ những người được hỏi. Trong phần lớn đêm 20 tháng 10, dường như phe phản đối gia nhập EU thắng thế, nhưng rồi lá phiếu của các cử tri Moldova sống ở nước ngoài bắt đầu được đưa về nước và kiểm, và khối ủng hộ gia nhập EU đã dẫn đầu trong kết quả kiểm phiếu công bố vào đầu ngày 21 tháng 10. Ông Vadim Pischinciuc, giám đốc viện sáng kiến chiến lược ở Moldova cho biết những người thuộc phe thân EU rất biết ơn cộng đồng kiều dân Moldova. Khi có kết quả cuối cùng mà trong đó số phiếu ủng hộ gia nhập EU là nhiều hơn, Tổng thống Sandu tuyên bố chúng ta sẽ phản ứng bằng những quyết định cứng rắn. Tuần trước, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Nga đang tác động vào bầu cử Moldova và quá trình nước này hội nhập châu Âu. Ông Kirby cho rằng Nga đã bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ nhằm đạt mục tiêu đó. Thế nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc Moscow can thiệp vào tiến trình chính trị tại Moldova. Moldova nằm kẹp giữa Romania và Ukraine và do vậy thường trong tranh giữa xu hướng thân Nga và xu hướng thân phương Tây kể từ khi tách ra khỏi Liên Xô thành một nước độc lập vào năm 1991. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump có nhiều con đường chiến thắng ở các bang chiến địa để giành đủ 270 phiếu đại cử tri Cả hai ứng cử viên hiện đang tập trung vào 7 bang chiến địa, có khả năng quyết định người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Một số kịch bản chiến thắng của ông Donald Trump hoặc bà Harris tại bang chiến địa để hội đủ số phiếu đại cử tri như Kịch bản thứ nhất, bà Harris thắng tại các bang bức tường xanh. Việc giành được sự ủng hộ của ba bang bức tường xanh gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin có thể là con đường đơn giản nhất đối với bà Harris. Nếu bà Harris chiến thắng ở các bang Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ba bang nằm trong vành đai dì xét, trong khi ông Trump chiến thắng tại các bang vành đai mặt trời Nevada, Arizona, Georgia và Bắc Carolina, ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri tối thiểu có thể là 270 so với 268 của ông Donald Trump. Kịch bản thứ hai, bà Harris mở rộng chiến thắng năm 2020 của ông Biden kịch bản hy vọng nhất đối với Đảng dân chủ mà chắc chắn nằm trong tầm tay của bà Harris là ba thắng ở các bang mà ông Biden từng chiến thắng cách đây 4 năm và thắng thêm ở một bang khác mà ông chưa từng thua là Bắc Carolina. Cuộc thăm dò dường như cho thấy ít nhất là có thể vì bà Harris đang dẫn trước một chút hoặc trong phạm vi ở cả 7 tiểu bang. Kịch bản thứ ba, bà Harris thua ở Pennsylvania nhưng tìm được giải pháp thay thế. Pennsylvania được xem là bang phải thắng đối với cả hai ứng cử viên và có thể là bang quyết định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Pennsylvania có 19 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bất cứ bang chiến địa nào khác. Bang này cũng nhận được nhiều sự chú ý nhất từ cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Theo công ty theo dõi quảng cáo Ad Impact, số tiền quảng cáo được chi tại bang Pennsylvania dự kiến sẽ nhiều hơn so với các bang khác trong những tuần cuối của cuộc bầu cử. Việc giành chiến thắng tại đây sẽ là một cú hích lớn đối với bà Kamala Harris. Trong khi đó, kịch bản thứ tư Ông Trump thắng ở Pennsylvania thì ông sẽ có nhiều con đường hơn để đạt đủ 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử. Ngay cả khi bà Harris giành được chiến thắng tại một trong hai bang Georgia hoặc Bắc Carolina, bà vẫn cần phải thắng ở ít nhất 3 trong số 4 bang còn lại để giành chiến thắng. Trong khi ông Trump chỉ cần thắng ở hai bang. Kịch bản thứ năm, ông Trump đắc cử mà không thắng ở Pennsylvania. Mất Pennsylvania sẽ là một đòn giáng mạnh và cơ hội của bất kỳ ứng cử viên nào. Tuy nhiên, Giống như ứng cử viên đảng Dân Chủ, ông Trump vẫn có thể tái đắc cử mà không thắng ở bang chiến địa này. Kịch bản có nhiều khả năng hơn là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thắng ở một nhóm các bang có từ 10 phiếu đại cử tri trở lên để bù đắp cho việc mất 19 phiếu đại cử tri của bang Pennsylvania. Kịch bản thứ 6 Ông Trump thắng cả 7 bang chiến địa Khi ông Biden chưa rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, tỷ lệ thăm dò của ông thấp hơn so với đối thủ và cả 7 bang chiến trường dường như nằm trong tay của ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Mặc dù bà Kamala Harris thể hiện tốt hơn nhiều so với ông Joe Biden, có cơ hội rõ ràng hơn ở mỗi chiến trường. Ông Trump vẫn có khả năng giành chiến thắng áp đảo. Nếu ông Trump thắng ở cả 7 bang chiến địa, ông sẽ có tổng cộng 312 phiếu đại cử tri, trong khi bà Harris chỉ có 226 phiếu. Kịch bản như vậy có khả năng xảy ra cao hơn nếu các cuộc thăm dò phản ánh không chính xác cơ hội chiến thắng của ông Donald Trump, giống như trong hai cuộc bầu cử trước. Tuy nhiên, các nhà thăm dò ý kiến cảnh báo không nên đánh giá rằng cơ hội chiến thắng thực tế của ông Trump sẽ cao hơn các cuộc thăm dò trong năm nay, bởi mỗi chu kỳ bầu cử đều khác nhau và họ đã điều chỉnh phương pháp của mình để tính toán tốt hơn những thiếu sót trước đây. Nhiều người gốc Latin, nhóm chiếm 22% cử tri ở bang chiến trường Nevada đã chuyển sang ủng hộ ông Trump vì thất vọng với đảng Dân Chủ. Maria Salinas, chủ quầy nước ép tại thành phố Las Vegas đầu tháng này cho hay, Đảng Dân Chủ đã gây quá nhiều thất vọng với cử tri gốc Latin, nhóm ủng hộ truyền thống của họ. Giống nhiều người khác trong khối cử tri quan trọng này, Salinas đã sẵn sàng lần đầu tiên bỏ phiếu cho ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Nhiều người thân của Salinas đã chờ đợi suốt nhiều năm để được chuyển đến Mỹ sinh sống hợp pháp. Cô nói thêm, Đảng Dân Chủ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng có gì thay đổi với chúng tôi. Lần này tôi sẽ bầu cho ông Trump xem ông ấy có giúp được gì hay không. Người Mỹ gốc Latin là nhóm dân số lớn thứ hai ở Mỹ và chiếm 22% số cử tri ở Nevada, một trong bảy bang chiến trường có thể quyết định kết quả bầu cử Tổng thống năm nay. Một số cử tri gốc Latin cho rằng chính quyền Tổng thống Biden là nguyên nhân khiến chi phí sinh hoạt tăng cao. Họ cũng bất bình với chính sách nhập cư và quản lý biên giới của chính phủ. Hiện Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chiến dịch săn lùng từng nhà để tìm ra những cử tri cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Theo New York Times, chiến dịch trên được thực hiện dựa theo nhiều tháng nghiên cứu tỉ mỉ về những người Mỹ khó nắm bắt nhất. Bên trong trụ sở chiến dịch tranh cử của bà Harris ở Delaware, đội ngũ phân tích đã dành 18 tháng để lập danh sách chương trình truyền hình và podcast mà cử tri tại các bang chiến trường hay sử dụng đội ngũ của bà gán cho mỗi cử tri ở những bang này điểm từ 0 đến 100 nhằm xác định độ khó tiếp cận và kêu gọi bỏ phiếu từ họ. Phó Tổng thống Harris dẫn trước cựu Tổng thống Trump chỉ 1%, khoảng cách thấp nhất kể từ khi bà chính thức nhận đề cử của Đảng Dân Chủ. Trong các cuộc tham dò khác, tuy bà Harris vẫn dẫn trước, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể. Trong một cuộc tham dò do kênh truyền hình Fox News tiến hành, cựu Tổng thống Trump thậm chí vượt lên dẫn trước 2% tại các bang chiến trường, các cuộc thăm dò cũng cho những kết quả khác nhau. Theo thăm dò của New York Times, CNN, bà Harris chỉ còn dẫn trước ở bang Wisconsin. Hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau tại các bang Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Michigan. Trong khi cựu Tổng thống Trump dẫn trước tại các bang Georgia và Arizona. Cuộc đua tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn căng thẳng và đầy bất ngờ. Trong khi ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có một khởi đầu mạnh mẽ khi bà công bố tranh cử vào cuối tháng 7 vừa qua, thì gần đây, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trên cả mặt trận quốc gia lẫn tại các bang chiến địa. Sau một thời gian dài không có ứng cử viên nào nắm giữ vị trí dẫn đầu rõ rệt, ông Donald Trump đang dần củng cố vị thế của mình. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy xu hướng ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ đang tăng lên đều đặn. Theo một cuộc khảo sát của Fox News thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10, ông Trump dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm, 50% so với 48%. Đây là một thay đổi lớn so với tháng 9 khi bà Harris vẫn còn dẫn trước với tỷ lệ tương tự. Ngoài ra, thống kê từ công cụ tổng hợp dữ liệu Realty Politics cũng chỉ ra sự thu hẹp khoảng cách giữa hai ứng cử viên. Bà Harris Hiện chỉ dẫn trước ông Donald Trump 1,3 điểm phần trăm, giảm từ 2,2 điểm phần trăm chỉ một tuần trước đó. Điều này cho thấy cuộc đua tổng thống Mỹ đang ngày càng sát xa sao, với sự trỗi dậy của ông Donald Trump có thể định hình cục diện cuộc bầu cử. Hai bang chiến địa khác là Wisconsin và Michigan, từng là một phần của cái gọi là bức tường xanh truyền thống ủng hộ Đảng dân chủ. Tuy nhiên, năm nay cả hai bang này đang chứng kiến sự thay đổi trong tâm lý cử tri, khi bà Harris vẫn dẫn đầu nhưng với tỷ lệ không quá vượt trội lần lượt là 51% và 53%. Sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ cho Đảng Dân Chủ ở các bang quan trọng này báo hiệu rằng cuộc đua có thể gây cấn đến phút cuối cùng. Một yếu tố quan trọng khác trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump chính là cái gọi là sự ủng hộ ngầm. Aaron Moorcock, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa cho rằng có một phần cử tri không muốn công khai thừa nhận ủng hộ ông Donald Trump khi trả lời các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng thực tế họ sẽ bỏ phiếu cho ông khi vào phòng phiếu. Điều này có thể lý giải vì sao một số kết quả thăm dò ban đầu không phản ánh chính xác tình hình thực tế, đặc biệt là khi ông Trump vẫn luôn duy trì được một lượng cử tri trung thành. Hiện nay, Đảng dân chủ đang nỗ lực thúc đẩy những người ủng hộ đi bỏ phiếu sớm nhằm tối đa hóa lợi thế ban đầu của bà Harris, do lo ngại hiệu ứng truyền thông của Đảng Cộng hòa và khả năng phản thùng của nhóm cử tri xác định theo Đảng Xanh trong ngày bầu cử. Phó tổng thống Harris và những người ủng hộ đã đi khắp đất nước trong tuần này, tập trung vào các tiểu bang chiến trường quan trọng, nơi kỳ bỏ phiếu sớm đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu. Thế bám đuổi xích sao đã xuất hiện kể từ khi Phó Tổng thống chính thức tham gia tranh cử hồi đầu tháng 7. Cặp đôi ông Trump và Harris chưa từng dẫn trước đối thủ ở bất kỳ tiểu bang nào kể trên trong khoảng 5 điểm phần trăm trở lên. Một khoảng cách đủ để các nhà quan sát đưa ra một dự đoán đáng tin cậy về khả năng thắng cử của họ. Ngoài bút chuyên về chính trị Mỹ, Harry Anton của đài CNN nhận định Mỗi khi có một tín hiệu tốt dành cho ông Donald Trump thì lại có một tín hiệu tốt khác dành cho bà Harris. Thực tế này khiến tôi không thực sự chắc chắn về kết quả dù ngày bầu cử chỉ còn cách khoảng 2 tuần nữa. Nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa cho rằng kết quả khảo sát trước thêm bầu cử chưa nói lên điều gì. Trên thực tế, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump thua bà Hillary Clinton 2,1 điểm ở phiếu phổ thông, nhưng thắng phiếu đại cử tri là 304-227 nhờ chiến thắng xích sao ở nhiều bang. Nếu lịch sử lặp lại, ông có khả năng sẽ dễ dàng giành chiến thắng với hơn 300 phiếu đại cử tri. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel xác nhận rằng ông Hassem Shafieddin, 60 tuổi, người được cho là sẽ kế vị cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Beirut. Israel đã triển khai một cuộc tấn công lớn vào vùng Dahiyat, ngoại ô phía nam của Beirut hồi đầu tháng này. Các quan chức Israel cho biết cuộc tấn công nhằm vào ông Shafieddin trong một bong ke ngầm. Reuters dẫn nguồn tin an ninh Liban nói, cuộc không kích diễn ra tại Dahiyet sau đó đã khiến lực lượng cứu hộ không thể lục soát hiện trường vụ tấn công. Cho đến nay, Hezbollah vẫn chưa đưa ra bình luận nào về ông Shafieddin. Ông Shafieddin là em họ của thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah và là một trong những nhân vật cao cấp nhất trong hội đồng Sura, có quyền đưa ra quyết định then chốt đối với phong trào Hồi giáo Hezbollah. Với tư cách là người đứng đầu hội đồng điều hành, ông Shafieddin giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah khác với ông Nasrallah người sống ẩn giật trong nhiều năm ông Shafiqdin gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo trước đó theo CNN một nguồn tin an ninh của Liban cho biết lực lượng Hezbollah đã mất liên lạc với thủ lĩnh cấp cao Hashem Shafiqdin sau đợt không kích của Israel sau khi xác nhận cái chết của ông Shafiqdin tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Haji Halevi cảnh báo rằng Israel sẽ tìm ra mọi đối thủ ông Halevi tuyên bố Chúng tôi đã tìm được ông Nasrallah, người thay thế ông ta và hầu hết các nhà lãnh đạo của Hezbollah. Chúng tôi sẽ biết cách tìm ra bất kỳ ai đe dọa đến an ninh của công dân Israel. Sự xác nhận của Israel về vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang gây áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm tận dụng việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa để giải phóng các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và kết thúc xung đột ở giải Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt ông Shafiq Din vào danh sách khủng bố vào năm 2017 và vào tháng 6 vừa qua, nhân vật này đã đe dọa gia tăng xung đột với Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị sát hại. Các quan chức Israel tiết lộ nước này đã thảo luận hai nỗ lực song song trong việc đạt được một thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng phong trào Hamas ở Gaza. Cụ thể, dẫn lời một quan chức Israel, tờ Times of Israel cho biết Giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Bania đang thúc đẩy một thỏa thuận lớn nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và chiến dịch mở rộng của lực lượng phòng vệ Israel IDF nhằm vào Hezbollah ở Liban để đổi lại việc thả tất cả các con tin Israel. Trong khi đó, theo trang Ynet, tại cuộc họp nội các an ninh tối hôm 20 tháng 10, các bộ trưởng đã nghe thông tin chi tiết về một đề xuất khác, đó là đề nghị Hamas ngừng bắn trong 2 tuần để đổi lấy việc thả 5 con tin. Quan chức Israel cho biết kế hoạch bị thu hẹp này đã được giám đốc cơ quan tình báo nội địa Shin Bet Ronen Bar thảo luận trước đó ở Ai Cập. Cuộc họp nội các diễn ra vài ngày sau khi IDF tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Rafah, người từ trước đến nay được các quan chức Israel và Mỹ mô tả là trở ngại chính cho tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, quan chức Israel nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để nhận thấy có bất kỳ tiến triển rõ ràng nào sau cái chết của thủ lĩnh Sinwar. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã tới Israel và sau đó là loạt các quốc gia Trung Đông khác trong tuần để thúc đẩy việc thả con tin và chấm dứt giao tranh. Các quan chức Mỹ gọi sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Sinwar là cơ hội cho một thỏa thuận ngừng bắn và con tin được thương lượng. Văn phòng của thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngoại trưởng Blinken sẽ gặp nhà lãnh đạo trong ngày hôm nay. Theo Đài Phát thanh Quân đội, bất chấp sự thúc đẩy của các bên trung gian về một thỏa thuận các nhà đàm phán Israel cho biết các yêu cầu của Hamas không thay đổi sau vụ sát hại ông Sinwar. Tuy nhiên điều đó có thể thay đổi khi ban lãnh đạo mới của Hamas xuất hiện. Cuộc hợp nội các an ninh cũng thảo luận các phản ứng tiềm tàng của Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10. Theo báo Yediot Aronot, nội các Israel đã không bỏ phiếu về việc trao cho Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền quyết định thời điểm tấn công Iran. Bên cạnh đó, trong cuộc họp, các bộ trưởng đã thảo luận về cách tiến hành viện trợ nhân đạo cho giải Gaza sau là thư cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cảnh báo Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Israel rằng Israel có một tháng để thực hiện những cải thiện đáng kể đối với tình hình nhân đạo ở Gaza hoặc nếu không, nguồn viện trợ vũ khí của Mỹ cho nước này có thể gặp nguy hiểm. Mỹ đang thúc đẩy việc cho phép thêm hàng trăm xe tải viện trợ mỗi ngày vào giải Gaza và lo ngại Israel sẽ cấm cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine UNRWA hoạt động. Hồi tháng 7, Knesset đã thông qua lần đọc đầu tiên về bộ ba dự luật nhằm đóng cửa cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine. Theo Ynet, Bộ Ngoại giao đã trình bày những nguy hiểm khi thông qua luật UNRWA. Một trong những mối nguy là Israel có thể bị coi là vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Israel để họp với các nhà lãnh đạo nước này trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đây là chuyến thăm thứ 11 của ông Blinken tới khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 dẫn đến cuộc xung đột thảm khốc tại Gaza. Israel là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du này. Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và các quan chức khác trước khi tiếp tục chuyến công du tới Jordani và Qatar các nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua, trong khi xung đột ngày càng gia tăng căng thẳng giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel. Lực lượng Hezbollah cũng vừa thông báo đã bắn 20 quả tên lửa nhắm vào các vị trí của Israel ở vùng ngoại ô Tel Aviv, trong đó có hai căn cứ quân sự và một căn cứ hải quân ở Haifa, phía bắc Israel. Cụ thể, Hezbollah cho biết đã phóng một loạt tên lửa nhắm vào căn cứ Glilot của đơn vị tình báo quân sự 8200, Ngoài ra, tên lửa đã được nhắm vào một căn cứ quân sự khác ở vùng ngoại ô Tel Aviv và căn cứ hải quân Stella ở phía tây bắc Haifa. Các cuộc tấn công diễn ra sau một đêm, Israel thực hiện cuộc pháo kích dữ dội gần một bệnh viện công lớn ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các tên lửa phóng từ Liban được phát hiện ở miền trung nước này và các khu vực phía bắc Israel cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào Trước đó, Israel tuyên bố tăng cường các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah, trong đó có đợt tấn công khoảng 300 mục tiêu trên khắp Liban trong 24 giờ. Các cuộc tấn công nói trên xảy ra gần sân bay quốc tế duy nhất ở Beirut. Theo nhà chức trách tại Liban, ít nhất 2.467 người tới nước này đã thiệt mạng trong một năm xung đột, trong đó hơn một nửa thiệt mạng kể từ cuối tháng 9. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố phóng hàng loạt rocket nhằm vào căn cứ Gliot của đơn vị tình báo quân đội số 8200 ở ngoại ô Tel Aviv và căn cứ hải quân gần thành phố cảng Haifa. 8200 là đơn vị tình báo và chiến tranh mạng trực thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Israel, có vai trò tương đương Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA và là đơn vị quân sự riêng lẻ lớn nhất của Israel. Hoạt động của đơn vị này thường được giữ bí mật, nhưng các chuyên gia cho rằng 8200 chuyên thực hiện nhiệm vụ tình báo tín hiệu khai thác dữ liệu và tấn công mạng. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận Hezbollah đã phóng 5 rocket vào miền Trung và 15 quả đạn nhằm vào miền Bắc nước này. IDF cho hay, các đơn vị phòng không đã đánh chặn một số rocket, những quả khác rơi xuống khu vực chống trải. Giới chức Israel chưa ghi nhận thương vong trong trận tập kích này. Tờ Times of Israel cho biết, các mảnh tên lửa đánh chặn đã rơi xuống khu dân cư ở phía nam Haifa, làm hư hại một tòa nhà và nhiều phương tiện giao thông. Đợt phóng rocket diễn ra sau khi IDF tuyên bố không kích hơn 20 mục tiêu của Hezbollah, trong đó có khu vực được Tel Aviv mô tả là hầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ và vàng. Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Tel Aviv đầu tháng 10 năm 2024 mở chiến dịch trên bộ nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban, đặt mục tiêu loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah trong khi Hezbollah hôm 18 tháng 10 tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới và bắt đầu sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác trong xung đột với Israel, nhóm vũ trang Liban cũng thể hiện khả năng tập kích sâu ít nhất 60 km vào lãnh thổ đối phương, trong khi phòng không Israel đã nhiều lần để lòn mục tiêu và dường như đang đối mặt với nguy cơ thiếu tên lửa đánh chặn. Trong diễn biến liên quan tình hình Israel, Times of Israel cho biết cơ quan tình báo nội địa Shin Bet và cảnh sát nước này đã vừa tiếp tục bắt giữ 7 công dân Đông Jerusalem vì bị tình nghi lên kế hoạch tấn công ám sát một nhà khoa học hạt nhân Israel và một thị trưởng ở miền trung Israel. Các nghi phạm đều ở độ tuổi từ 19 đến 23. Shin Bet cáo buộc những người này bị điệp viên Iran tuyển dụng khoảng 2 năm qua, từng làm các nhiệm vụ như chụp ảnh nhiều địa điểm khác nhau hay phá hoại Jerusalem. Iran chưa bình luận về thông tin trên. Giao tranh biên giới israel liban liên tục gia tăng trong năm qua và dường như đã chạm ngưỡng nguy hiểm hơn xung đột giữa Hamas và Israel. Từ vụ hạ sát ông Fuad cánh tay phải của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, cho tới loạt vụ nổ thiết bị liên lạc mà Hezbollah đổ lỗi cho Israel, vụ tập kích hạ thủ lĩnh Nasrallah và giờ là đòn không kích của Iran, tất cả đang đẩy khu vực đứng trước bờ vực xung đột khốc liệt. Jonathan Panikov, Giám sát sáng kiến an ninh Trung Đông Scrocroft thuộc Tổ chức Hội đồng tại Tây Dương nói, một cuộc xung đột toàn diện hoặc thậm chí ở quy mô hạn chế hơn cũng có thể tàn phá Liban. Israel và cả khu vực Trung Đông cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới. Đối với đất nước bất ổn và khó khăn về kinh tế như Liban, xung đột toàn diện ở Trung Đông có thể khiến hàng triệu dân thường phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về tính mạng, cuộc sống và sinh kế, trong khi chính phủ của họ khó có thể giúp đỡ. Trước bối cảnh trên, phát biểu trên kênh truyền hình LCI, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho rằng, các cuộc tấn công quân sự của Israel trên các khu vực có đa số người Hồi giáo Chile ở Liban sinh sống đã làm hơn một triệu người phải sơ tán tới các khu vực người Hồi giáo dòng Sunni và Cơ đốc giáo, từ đó đẩy căng thẳng tôn giáo lên hàng đầu, đe dọa sự ổn định của Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đánh giá, việc lực lượng Hezbollah suy yếu là tin tốt, nhưng cảnh báo Liban có tiến tới bờ vực sụp đổ. Chúng tôi hiện đặc biệt lo ngại về nguy cơ sắp xảy ra nội chiến tại Liban. Rất nhiều người đã phải đi sơ tán và chúng ta sẽ thấy tình hình Liban có thể tệ hơn hiện nay. Bộ trưởng quân đội Pháp nhấn mạnh, Pháp sẽ nỗ lực không để nội chiến xảy ra ở Liban, bởi Pháp là một trong những quốc gia phương Tây đã hỗ trợ và có mối liên hệ sâu nhất với Liban. Pháp sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Liban vào ngày 24 tháng 10 tới tại thủ đô Paris để bàn về vấn đề cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ phương tiện cho quân đội Liban để có thể tự đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia, nhất là khu vực phía nam sông Litani, nơi Hezbollah vẫn chưa rút lui theo nội dung nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết, có ý định yêu cầu hỗ trợ về an ninh dành cho quân đội và lực lượng an ninh nội địa của Liban trong hội nghị này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecono cũng cho rằng quân đội Israel chưa thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết khi những khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban vẫn trở thành mục tiêu bị tấn công vào tuần trước. Theo người đứng đầu quân đội Pháp, các chiến thắng chiến thuật liên tiếp của Israel khi tiêu diệt được các thủ lĩnh của Hamas hay Hezbollah không chắc sẽ mang lại triển vọng an ninh rõ ràng trong chung và dài hạn cho quốc gia này. Mục tiêu của Pháp là thúc đẩy Israel tiến tới một lệnh ngừng bắn và tôn trọng luật pháp quốc tế. Nga đang xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này bằng những loại vũ khí tiên tiến hơn. Theo giới phân tích, quan hệ ngày càng thân thiết với Nga sẽ giúp Iran sở hữu nhiều vũ khí đủ sức đối phó nếu Israel tung đòn đáp trả. Các máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo mà Iran cung cấp cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine có thể là đòn bẩy để Tehran có nhiều vũ khí mạnh hơn như tên lửa chống hạm hiện đại, hệ thống phòng không tiên tiến và máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-35 Flanker mà nước này đã mong đợi từ lâu. Iran đã đặt mua máy bay chiến đấu Su-35 và muốn có hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga để đối phó với tên lửa và lực lượng không quân vượt trội của Israel. Nếu tất cả các thỏa thuận trên được thực hiện thì điều này sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự của Iran và các nhóm vũ trang mà Tehran hỗ trợ. Su-35 sẽ cho phép Iran nâng cấp một phần lực lượng không quân già cỗi của nước này, vốn chưa nhận được máy bay chiến đấu mới kể từ đầu những năm 1990. Với tiêm kích đa nhiệm Su-35, Iran có thể tăng cường khả năng bảo vệ không phận của nước này. Mặc dù vậy, đây không phải là khí tài quân sự khả năng thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Nhiều quốc gia vùng vịnh Ả Rập vẫn sở hữu máy bay chiến đấu tiên tiến hơn nhiều so với Iran. Do đó, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo có khả năng vẫn là phương tiện chính để Tehran thể hiện sức mạnh quân sự. Vào tháng 8 năm 2024, New York Times đưa tin Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không cho Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi Israel ám sát một nhà lãnh đạo Hamas ở Tehran. Mặc dù Nga không nêu rõ đây là thiết bị gì, nhưng các chuyên gia cho rằng đó có thể là hệ thống S-400 mà Iran đã tìm kiếm từ lâu. Những đợt chuyển giao phương tiện và vũ khí như vậy có thể gây thách thức lớn cho các cuộc không kích của Israel hoặc Mỹ vào lãnh thổ Iran. Sau khi Iran tấn công trực tiếp Israel bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái hồi tháng 4 năm 2024, Israel đã đáp trả bằng cách phá hủy radar của hệ thống phòng không tiên tiến mà Iran mua của Nga. Một nhà phân tích nhận định, Nga khó có khả năng cung cấp cho Tehran hệ thống phòng không S-400 tiên tiến hơn vì nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không trong cuộc xung đột với Ukraine. Nga cần tất cả các hệ thống phòng không mà họ có thể huy động để bảo vệ các kho đạn dược khỏi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời cho phép lực lượng không quân cung cấp các cuộc tấn công hỗ trợ yểm trợ bộ binh trên tiền tuyến. Ông Madasov nhấn mạnh, ngay cả khi Nga quyết định cung cấp hệ thống S-400 cho Iran, chương trình đào tạo sẽ mất khoảng 5 tháng và Iran sẽ không thể đưa chúng vào hoạt động cho đến mùa xuân năm 2025. Bên cạnh đó, Nga được cho là đang thảo luận về việc cung cấp tên lửa hành trình chống hạm P-800 cho lực lượng Houthi, Thỏa thuận này nếu được thực hiện có thể gây nhiều tranh cãi. Hệ thống tên lửa chống hạm P-800 Onyx có tầm bắn từ 120 đến 300 km. Biến thể cải tiến P-800M có tầm bắn lên tới 800 km, có khả năng lướt nhanh trên mặt biển. Iran được cho là đang làm trung gian cho thỏa thuận này. Trong khi đó, các nước láng giềng phía bắc của Yemen là Ả Rập Xê Út và Mỹ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng cảnh báo Nga có thể cung cấp vũ khí cho các đối thủ của phương Tây trong một số trường hợp nhất định để đáp trả việc họ cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho phép Kiev sử dụng đạn dược của phương Tây để tấn công hạn chế bên lãnh thổ Nga. Ông Putin khẳng định, chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Chuyên gia nhận định, nếu có các cuộc đàm phán giữa Nga và Houthi về việc cung cấp tên lửa thì đó chỉ là cuộc đàm phán mang tính chất chung chung. Việc do gì thông tin này có thể là chiến thuật có chủ đích của các cơ quan tình báo Nga để ủng hộ tuyên bố của tổng thống putin về khả năng cung cấp vũ khí cho các đối thủ của mỹ